Thì các bạn sẽ xem thì chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật như ở trên trình duyệt. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái đối tượng Canva. Tiếp theo để vẽ đường thẳng thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái hai cái hàm. Hàm đầu tiên hàm mu tu xy sẽ di chuyển tới vị trí xác định và không vẽ thêm đường thẳng. Cái hàm line to xy chúng ta sẽ thêm điểm point mới và kết nối cái điểm trước đó tới cái điểm xy bằng một đường thẳng. Thì đây chúng ta chú ý có một cái số cái hàm chính, đó là chúng ta sẽ dùng hàm line width để chúng ta xác định là cái độ độ rộng của đường thẳng, và chúng ta sẽ mu cái đường thẳng đến điểm 20 20. Sau đó chúng ta dùng hàm line to để chúng ta vẽ cái đường thẳng đến đường thẳng, và sau đó chúng ta sẽ sử dụng hàm stroke để chúng ta hiển thị cái đường thẳng lên. Thì các bạn đã thấy đây, chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng màu đen từ vị trí 20 20 đến vị trí 170. Sau đó chúng tiếp tục chúng ta sẽ dùng hàm line to tham số là 150 40, thì khi đó chúng ta sẽ vẽ thêm một cái đường thẳng nữa tiếp nối cái đường thẳng trước. Như ở đây chúng ta đã thấy thì cái đường thẳng chúng ta sẽ được vẽ bằng đối tượng Canvas và hình thức trên trình duyệt. Để vẽ đường tròn thì chúng ta tương tự như vậy, chúng ta sẽ sử dụng các hàm là get element by id và get context để chúng ta trả lại cái đối tượng để vẽ trên Canvas. Sau đó chúng ta sẽ dùng hàm fill style để xác định cái màu để chúng ta tô cái đường tròn. Và có một điểm khác biệt là chúng ta sẽ dùng hàm begin path để chúng ta thực hiện việc bắt đầu vẽ cái đường tròn. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng hàm arc để chúng ta vẽ đường tròn. Các bạn chú ý các tham số truyền vào hàm arc thì xy là tọa độ tâm đường tròn, r là bán kính đường tròn, và hai tham số là x angle và e angle là góc bắt đầu và góc kết thúc. Và các bạn chú ý đây, chúng ta sẽ tính theo radian, tham số counter clockwise để chúng ta xác định là đường tròn sẽ được vẽ theo chiều kim đồng hồ hay là ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó chúng ta sẽ gọi hàm curve path, và để kết thúc việc vẽ đường tròn thì các bạn sẽ dùng hàm là fill, khi đó các bạn sẽ thấy hình tròn là màu xanh để hiển thị lên. Đây, chúng ta sẽ chạy cái code vẽ hình tròn. Các bạn thấy hình tròn đã được vẽ trên trang web của chúng ta.